Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey, come on, man! Hey, come on, man! Come on, man!
thôi tại chạy xuống rồi đi ra đi ra. Hey!
ông ăn nhiều đi. Đứng ơi. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo,
và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ theo logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Giật đi anh ơi! Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoài nào, đi Hoài, chạy đi Hoài thôi. Chạy luôn, chạy luôn. Sao, sao, sao. Trước này cho nó về thắng.